Chào mừng các bạn đến với bốt cắt của cácdano.vn Đây là bốt cắt số 75 Hôm nay, ngày mùng 15 tháng 2 năm 2023 Trong bốt cắt này chúng ta sẽ đến với bài Hãy có những kỳ vọng thực tế về các Dano Qua bài này, chúng ta sẽ biết được việc crypto được chấp nhận ở giai đoạn này phần lớn là vì đầu cơ với kỳ vọng làm giàu nhanh chóng Điều này thật đáng tiếc nếu nhìn từ góc độ công nghệ vì tiện ích của các mạng blockchain dường như chẳng liên quan gì với tính biến động giá cao và tâm lý thị trường. Các tính năng trên xe hơi của Tesla cũng không thay đổi tùy thuộc vào sự biến động giá cả cổ phiếu của công ty. Bây giờ, cần phải loại bỏ những câu chuyện không cần thiết về quá khứ và bắt đầu xây dựng những câu chuyện mới. Việc ứng dụng các Dano cần những câu chuyện để giúp nó thúc đẩy sứ mệnh của dự án và nâng cao kỳ vọng thực tế của mọi người về khả năng công nghệ. Bạn có thể nghĩ rằng hầu hết mọi người chỉ muốn đầu cơ và không có nhu cầu sử dụng crypto. Thực tế là một phần lớn dân số không quan tâm đến việc đầu cơ vào một trong những lĩnh vực đầu tư rủi ro nhất nếu việc ứng dụng tăng lên cần phải suy nghĩ về các kịch bản có thể xảy ra với các dano thứ nhất là hãy bỏ lại những đồn đoán về tăng giá trong quá khứ tính năng nổi bật nhất của một thứ chắc chắn sẽ tác động đến khả năng tăng giá cổ phiếu của công ty tăng giá vì những đặc tính hữu ích mà công ty đó tạo ra cổ phiếu của công ty truyền thông xã hội tăng giá do hiệu ứng mạng mạnh mẽ vàng tăng giá lại do sự khan hiếm tự nhiên khả năng sử dụng trong công nghiệp và lịch sử lâu đời của nó Đến vực crypto dường như đã đi theo một cách khác. Cộng đồng tập trung nhiều vào việc thúc đẩy kỳ vọng và tiềm năng tăng trưởng về giá cả. Điều này có thể sẽ thu hút được rất nhiều người dùng mới, và do đó sẽ làm tăng hiệu ứng mạng và tiện ích tiềm năng. Nhưng logic đảo ngược này đã không hiệu quả cho đến hiện tại. Nỗi ám ảnh về tăng giá bắt nguồn chủ yếu từ cộng đồng Bitcoin. Điều này rất quan trọng vì tiềm năng tăng giá là một tiện ích lớn nhất đối với hầu hết những người yêu mến Bitcoin. Những người mới đến được hứa hẹn rằng Bitcoin sẽ là loại tiền mới và hầu hết các công ty và ngân hàng sẽ mua với số lượng lớn. Mọi người sẽ nghĩ đến việc nắm giữ Bitcoin bằng cách mua sớm là một lợi thế đáng kể vì nó sẽ giúp bạn trở nên giàu có trong tương lai. Những người yêu mến Bitcoin chỉ cần thuyết phục những người xung quanh mua BTC. Đây là thông điệp chính của cộng đồng Bitcoin. Tăng cường ứng dụng được xây dựng dựa trên tuyên truyền và lời hứa của hầu, nắm giữ. Chỉ cần mua một ví lạnh gửi một số BTC vào đó và chờ đợi điều gì xảy ra tiếp theo. Bitcoin hy vọng có cơ hội thành công với chiến lược này. Tôi không nghĩ việc cộng đồng các Dano cố gắng sử dụng chiến lược tương tự như Bitcoin là hành động thông minh. Nhiệm vụ của dự án các Dano hoàn toàn khác và không cần thiết phải tăng số lượng người nắm giữ ADA để có thể thành công. Cần phải làm việc để tăng số lượng người dùng và các nhà phát triển ứng dụng trên nền tảng này. Các Dano gần giống với một mạng xã hội hơn là vàng kỹ thuật số. Sự tăng trưởng về tầm quan trọng của các Dano sẽ dựa trên hiệu ứng mạng trực tiếp, tức là tương tác trực tiếp giữa những người dùng và mạng lưới các Dano. Bitcoin thiên về niềm tin, thành công được xây dựng dựa trên hiệu ứng mạng là gián tiếp, mặc dù Bitcoin cũng là một mạng ngang hàng. Các Dano cần thiết lập chính nó như một nền tảng hữu ích để giúp mọi người giải quyết các vấn đề thực tế của họ. Tiềm năng là rất lớn nhưng vẫn chưa được khai thác. Có một số lý do. Quan trọng là phải tập trung phát triển hơn nữa công nghệ và cải thiện khả năng mở rộng và cần khiến mọi người, công ty, tổ chức và chính phủ quan tâm đến việc sử dụng các Dano. Truyền truyền cũng có thể giúp ích. Nền tảng của các Dano có thể được sử dụng mà không cần phải chờ đợi sự tăng giá của ADA, tiện ích là những gì cần phải được nhìn thấy. Giá cả của đồng ADA sẽ tự nhiên tăng lên khi hiệu ứng mạng tăng lên. Blockchain có số lượng giao dịch nhiều nhất sớm muộn gì cũng sẽ là blockchain có vốn hóa thị trường cao nhất. Về dài hạn, giá cả sẽ tiệm cận giá trị chúng ta không cần hứa với cộng đồng về những chiếc xe làm bộ, nhưng hãy thúc đẩy cộng đồng cùng suy nghĩ về những gì các Dano có thể giúp họ. Thứ hai là tiện ích và hiệu ứng mạng. Các Dano là mạng có thể truy cập toàn cầu với các giao dịch có chi phí thấp và khả năng phát hành token của riêng bạn. Hợp đồng thông minh sẽ cho phép hiện thực hóa toàn bộ tiềm năng của việc phi tập trung. Khi bạn nghĩ tới điều đó, thì đó là tiềm năng của một mạng độc lập với chính quyền trung ương như vậy là rất lớn. Đôi khi tôi bắt gặp ý kiến cho rằng các Dano không có tác dụng gì, ngay cả internet cũng không làm được gì nhiều ở giai đoạn đầu. Theo thời gian, số lượng dịch vụ hữu ích của mạng internet mới tăng lên và ngành công nghiệp blockchain cũng vậy. Blockchain có thể được coi là sự tiếp nối thành công của internet. Chúng ta đừng đánh giá thấp các công nghệ hiện tại của ngành blockchain. Những đổi mới công nghệ sẽ diễn ra và sẽ đơn giản hóa hoặc cải thiện cơ bản việc sử dụng blockchain. Crypto được sở hữu bởi khoảng 350 triệu người dùng nó chỉ chiếm khoảng 5% dân số. Nếu chúng ta tính số lượng giao dịch mỗi ngày trên 10 blockchain hàng đầu, chúng ta thậm chí còn chưa đạt được 100 TBS giao dịch mỗi giây. Ngay cả khi chúng ta đạt được TBS như vậy, nó cũng sẽ chỉ có ít hơn 10 triệu giao dịch mỗi ngày. Hiện tại chỉ có khoảng 3% số người nắm giữ crypto. Việc sử dụng mạng blockchain thấp không phải là vấn đề đối với các Dano mà là đối với ngành nói chung. Đại đa số mọi người chủ yếu nắm giữ crypto nhưng không sử dụng mạng blockchain. Điều đó không thành vấn đề đối với Bitcoin, Ethereum, các Dano hoặc bất kỳ mạng nào khác. Mục tiêu của toàn ngành là tăng tổng số người nắm giữ crypto, nhưng quan trọng hơn là số lượng những người sẽ sử dụng mạng blockchain vào đời sống thực tế. Nhưng tại sao mọi người không sử dụng mạng blockchain thường xuyên hơn? Cái này có một vài nguyên nhân. Cộng đồng đã có trải nghiệm lịch sử tiêu cực. Trong giai đoạn mà tiềm năng của blockchain bị thổi phòng, khả năng mở rộng của các mạng blockchain rất thấp, việc thực thi giao dịch mất rất nhiều thời gian và phí giao dịch cũng tăng vọt. Hầu hết crypto để có mức biến động giá lớn và không có tính hữu dụng đối với hầu hết mọi người ngoại trừ việc mua và bán. Sử dụng ví blockchain rất phức tạp và gây khó chịu cho mọi người. Ngoài những lý do nổi bật này, còn có một lý do khác quan trọng hơn. Mạng blockchain có mức sử dụng rất thấp trong thế giới thực. Blockchain vẫn chưa đi vào cuộc sống hàng ngày. Blockchain chưa cần thiết với hầu hết các dịch vụ trên Internet. Đối với lĩnh vực thanh toán, Blockchain vẫn chỉ là một giải pháp thay thế chưa hoàn thiện và hầu hết mọi người thấy việc sử dụng ngân hàng trực tuyến cổ điển vẫn thuận tiện hơn. Các mạng xã hội vẫn chưa sử dụng blockchain, ngoại trừ khả năng sử dụng NFT làm ảnh đại diện. Các công ty và ngân hàng chỉ nắm giữ crypto, nhưng họ cũng không sử dụng công nghệ blockchain nhiều. Tất nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhưng chúng không thấy điều gì rõ ràng. Cách Dano rất thuận tiện khi có thể gửi token và stablecoin vì nó có thể hữu ích hơn cho người dùng so với việc chỉ gửi ADA hoặc BTC khi stable coi được chấp nhận rộng rãi, mọi người sẽ sử dụng chúng để thanh toán nhiều hơn. Token có thể ngày càng quan trọng hơn. Lúc đầu, hầu hết các token nhìn có vẻ hơi vô dụng. Một ngày nào đó sẽ có một vài trường hợp sử dụng token hữu ích và các doanh nghiệp sẽ bắt đầu tận dụng lợi thế này. Mọi người có thể học cách sử dụng ví blockchain với các token hữu ích và họ sẽ không gặp rủi ro mất tài sản trong quá trình này. Những câu chuyện bằng bạc xung quanh các Dano nên là về các tiện ích và tính hữu dụng. Mọi người cần hiểu sự khác biệt giữa dịch vụ tập trung và phi tập trung. Sở thích của họ cũng cần phải thay đổi. Một công ty hoặc tổ chức lớn phải quyết định xây dựng đế của riêng mình trên các Dano và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng nó. Khi điều này vẫn trở thành hiện thực, sự phi tập trung hóa sẽ bắt đầu thắng thế. Thứ ba, rất đáng để tâm đó là có một ước tính thời gian thực tế một số người đang chờ đợi đợt tăng giá tiếp theo và nghĩ rằng sẽ có một kỷ nguyên mới của crypto và sự phát triển không ngừng sau đó có lẽ một đợt giảm giá khác sẽ đến và sự quan tâm đến crypto bao gồm cả việc sử dụng defi sẽ lại giảm dần đừng nhầm lẫn các chu kỳ thị trường với tốc độ phát triển và ứng dụng công nghệ mặc dù mỗi đợt tăng giá sẽ thu hút được thêm những người mới tham gia nhưng họ chủ yếu là những nhà đầu cơ chứ không phải người dùng thực người dùng thực phải là người chấp nhận công nghệ và sử dụng nó những người chỉ mua crypto và chờ đợi chỉ là những nhà đầu cơ, không phải người dùng. Chỉ có người dùng mới có thể tác động đến hiệu ứng mạng trực tiếp. Sự phát triển của hiệu ứng mạng sẽ ảnh hưởng đến sự quan tâm hơn nữa trong việc khai thác. Ví dụ, việc chấp nhận stablecoin sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của người dùng. Người bán cần thấy rằng mọi người nắm giữ stablecoin và muốn chi tiêu chúng. Việc sử dụng DeFi ngày càng tăng sẽ làm tăng sự quan tâm của các tổ chức tài chính tham gia vào hoạt động kinh doanh này. Khi đó, các nhà đầu cơ chỉ có ảnh hưởng tối thiểu đến hiệu ứng mạng. Số lượng người nắm giữ crypto có thể sẽ quan tâm đến chúng, nhưng có thể không rõ ràng về cách mọi người muốn sử dụng chúng. Hãy ngược dòng lịch sử một chút để xem tốc độ phát triển. Vào khoảng năm 2016, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc sẽ tuyệt vời như thế nào nếu đít có thể được tạo ra và thay thế xích. Người ta đều coi đó là một tiến bộ công nghệ tuyệt vời. Thực tế là vào cuối đợt tăng giá năm 2017, không có đích nào hoạt động thực sự. Và cuối đợt tăng giá vào năm 2021, chúng ta đã có nhiều đích hơn hắn. Một số trong số họ đã và vẫn có khối lượng giao dịch tương đối cao. Thị trường giá xuống đang diễn ra trở nên trầm trọng hơn do sự sụp đổ của các dịch vụ tập trung, bao gồm cả các xếp lớn. Đây có thể là một thời điểm quan trọng đối với tất cả những người yêu mến crypto vì nó sẽ khiến họ có suy nghĩ khác. Nhiều người đã học cách sử dụng ví phần cứng và hiểu tầm quan trọng của việc tự quản lý. Bước hợp lý tiếp theo là trở nên quan tâm hơn đến các dịch vụ phi tập trung. Chúng ta sẽ ở đâu vào năm 2025? Có thể nói rằng mọi người sẽ bắt đầu sử dụng đích nhiều hơn, và cùng với đó là các dịch vụ DeFi sẽ ra tăng. Một số đích sẽ bắt đầu có thị phần đáng kể, nhưng sách vẫn sẽ chiếm ưu thế. Các đích sẽ bị ảnh hưởng bởi khả năng mở rộng nền tảng thấp và các nhóm sẽ gặp khó khăn trong việc tận dụng các lớp thứ hai. Chúng tôi cho rằng, phải đến khoảng năm 2030, đích mới có thể thay thế hoàn toàn sách nhưng 15 năm không phải là một khoảng thời gian dài kể từ khi bắt đầu cho đến khi có thể triển khai hàng loạt. Hơn nữa, vào thời điểm giải pháp có sẵn, nó sẽ chỉ là bước khởi đầu cho việc ứng dụng của đại chúng. Có thể trong 10 năm nữa, các dịch vụ đất và DeFi sẽ có hàng trăm triệu người dùng. Chúng ta đang nói về năm 2040. Việc chấp nhận crypto sẽ là một quá trình rất chậm, từng bước một. Đừng mong đợi mọi người xung quanh bạn sẽ sử dụng các Dano ngay ở đợt tăng giá tiếp theo. Vào thời điểm đó, sẽ có các dịch vụ DeFi được coi là đã qua thời gian thử nghiệm và sẽ phát triển người dùng của nó. Điều này có thể diễn ra tương đối nhanh chóng vì người dân ở các quốc gia đang phát triển đặc biệt cần các dịch vụ DeFi. Nếu các Dano được sử dụng bởi một triệu người dùng mỗi ngày vào năm 2025, chúng tôi sẽ coi đó là một thành công. Nếu không, ước tính của tôi quá lạc quan và không có gì xảy ra. Như vậy, tiện ích các Dano sẽ được cải thiện đáng kể sau khi ra mắt Stablecoin. Về lâu dài, DZ sẽ đặc biệt thú vị. Bởi vì nếu nó tồn tại trong 5 năm mà không gặp vấn đề gì, điều đó sẽ chứng tỏ rằng chúng ta có thể đối phó với sự biến động cao của crypto theo cách phi tập trung. Chúng tôi coi sự phức tạp của việc sử dụng ví và nỗi e ngại khi gửi giao dịch trực tuyến của người dùng là một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc ứng dụng crypto. Đây là một thách thức trong toàn ngành và một khi ai đó tìm ra giải pháp, nó sẽ được ứng dụng cho tất cả các blockchain. Những người phản đối blockchain cho rằng các giao dịch trên chuỗi rất cồng kềnh so với các giải pháp truyền thống. Điều này đúng nhưng lớp thứ hai có thể giải quyết được vấn đề này. Điều làm cho các giải pháp blockchain khác với kiến trúc máy trạm, máy chủ là tự quản lý và thay thế các trung gian không cần thiết. Dịch vụ máy trạm máy chủ không thể làm điều đó. Thật hợp lý khi xây dựng DeFi trên các Dano mặc dù đây sẽ là một quá trình rất dài. Hãy thay đổi câu chuyện và nói về các Dano như một hệ điều hành tài chính và xã hội toàn cầu. Các bạn vừa nghe xong bốt các số 75 của kênh cácdano.vn với nội dung Hãy có những kỳ vọng thực tế về các Dano. Nếu thông tin hữu ích, hãy đăng ký, chia sẻ kênh và tiếp tục đón nghe các bốt các tiếp theo của chúng tôi, đặc biệt là định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi có bốt các phổ biến kiến thức về blockchain. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bốt các tiếp theo.